Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành địa phương hướng dẫn triển khai các quy định tại Luật Đất đai 2024 liên quan đến công tác quản lý sử dụng tài sản công. Theo đó, bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo Luật Đất đai năm 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Trình tự điều chỉnh bảng giá đất đối với trường hợp này nếu có, thực hiện theo quy định tại điều 17 Nghị định số 71 của Chính phủ ban hành năm 2024 quy định về giá đất. Bộ Tài chính cũng cho biết, thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, ban hành kèm theo quyết định số 222 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành nghị định số 103 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nghị định số 104 quy định về quỹ phát triển đất. Liên quan đến việc thu phí đường bộ tại 10 tuyến cao tốc theo quy định tại luật đường bộ vừa được Quốc hội thông qua, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng phí trùng phí. Theo đó, mức thu tiền sử dụng đường cao tốc được xác định với nguyên tắc phù hợp với chất lượng dịch vụ nhưng không vượt quá lợi ích thu được, khả năng chi trả của người sử dụng đường cao tốc và khấu trừ các loại thuế, phí đã thu liên quan. Bộ Giao thông Vận tải cũng thông tin việc triển khai thu phí sử dụng đường bộ cao tốc cũng sẽ chỉ được thực hiện sau khi công trình đường bộ cao tốc được thiết kế, đầu tư xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc, hoàn thành thi công xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng theo quy định, hoàn thành lắp đặt trạm thu phí, hệ thống phần mềm, thiết bị đảm bảo công tác vận hành phục vụ việc thu phí. Đối với đường cao tốc đưa vào khai thác trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 mà chưa đáp ứng quy định tại luật đường bộ, việc thu phí sẽ được triển khai sau khi đáp ứng điều kiện nêu trên. Lãi suất cho người có thu nhập thấp vay mua, thuê mua nhà ở xã hội qua ngân hàng chính sách xã hội tăng thêm 1,8% một năm lên mức 6,6% một năm. Ngân hàng chính sách xã hội cho biết, mức lãi suất này ngang bằng với mức lãi suất cho vay của hộ nghèo do Thủ tướng quy định và sẽ được áp dụng cho các khoản vay đã ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa để ở trước ngày 1 tháng 8 năm 2024. Theo thông tin của Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, các nhà nhập khẩu Mỹ chi bình quân gần 9,5 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để nhập khẩu hàng Việt Nam, nhiều nhất là hàng điện tử, dệt may và nông sản. Nếu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ trong những tháng đầu năm chỉ 8,3 đến 8,9 tỷ đô la Mỹ một tháng thì liên tiếp 2 tháng gần nhất đều đã vượt 10 tỷ đô la Mỹ. Chuyên gia nhận định, xuất khẩu sang Mỹ sẽ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Nhất là dịp cuối năm, thị trường này tăng nhập khẩu hàng hóa phục vụ mùa lễ hội và lượng hàng tồn kho giảm mạnh, thị trường Mỹ sẽ tăng mạnh đơn đặt hàng từ các nhà cung ứng Việt Nam. Theo dự báo của Bộ Công Thương chi phí leo thang và giá nguyên liệu tăng vọt, trong khi giá gạo xuất khẩu lao dốc có thể khiến các doanh nghiệp gạo lâm vào nguy cơ thua lỗ những tháng cuối năm này. Trước tình hình này, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương khuyến nghị các doanh nghiệp nên linh hoạt điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong xuất khẩu. Dự kiến Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 7,4 triệu tấn gạo trong năm 2024, giảm 9% so với năm 2023. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 5,18 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,27 tỷ đô la Mỹ. Với sự chia sẻ dữ liệu của các bộ ngành có liên quan, đến nay ngành thuế đang kiểm soát được hơn 8 tỷ lượt giao dịch thương mại điện tử với giá trị 72.000 tỷ đồng. Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương đã cung cấp cho Bộ Tài chính thông tin về 929 sàn thương mại điện tử và 284 website. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chia sẻ dữ liệu về 130 đơn vị viễn thông, quảng cáo, phát thanh truyền hình. Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp gần 158 triệu tài khoản thanh toán và Tổng cục Thuế đang phối hợp với Bộ Công an sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế. Sự chia sẻ dữ liệu của các bộ ngành có liên quan góp phần thống nhất thu đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực này. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với các bị can về vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại công ty cổ phần BBA Toàn Cầu các đối tượng bị khởi tố gồm thâm văn thoại phó tổng giám đốc công ty bba vũ thị minh hà chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện pháp luật công ty cổ phần toàn cầu bba còn lại là các đối tượng vũ phong lê thị xiềm đinh văn tuệ phạm thị yến hoàng thị tuyến vũ thị tuyết mai là nhân viên kinh doanh công ty cổ phần toàn cầu bba Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nhận tiền, tài sản để vận hành phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBB trên nền tảng speeding.vip thì chủ động đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đầu thú để được giải quyết theo luật định. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ đối tượng Lê Trung Đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng. Trước đó, Do cần tiền đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Xnet để kiếm lời, nên đối tượng Lê Trung Đức, nhân viên tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, đã nảy sinh ý định mượn tiền của bạn, của người thân để mua vàng và tiền điện tử Bitcoin trên sàn Xnet. Để vay tiền, Đức đã nói dối mượn tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết hiện không cấp phép cho bất kỳ tổ chức kinh tế nào thực hiện hoạt động kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối và người dân cần nêu cao cảnh giác trước khi đầu tư tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối để tránh tiền mất tật mang. Sở y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đang xác minh sự việc nhiều người trong đoàn khách từ Hà Nội đến Quảng Ninh du lịch sau khi dùng bữa tối có hiện tượng đau bụng đi ngoài và nhập viện điều trị. Theo thông tin ban đầu, ngày 10 tháng 8, một đoàn khách gồm 750 người từ Hà Nội xuống thành phố Hạ Long du lịch và nghỉ ngơi tại khách sạn Mường Thanh Luxury và sau khi sử dụng bữa tối cùng ngày tại khách sạn thì xảy ra sự cố khiến hơn 20 người trong đoàn thấy đau bụng, nôn ói và đi ngoài, trong đó có 7 người phải đi cấp cứu tại bệnh viện máy cháy. Sau khi được điều trị thì 6 người đã xuất viện, sức khỏe ổn định. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân vụ việc. Sáng nay 12 tháng 8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Trần Văn Tùng, 32 tuổi và Nguyễn Văn Vĩnh, 37 tuổi, cùng chú ở xã Ea Đắk, huyện Ea Ka, để điều tra về hành vi mua bán người trái pháp luật. Đây là hai đối tượng lừa bốn người Việt Nam bán sang Campuchia làm việc với chiêu thức dụ dỗ việc nhẹ lương cao. Hai đối tượng Tùng và Vĩnh lên mạng xã hội lừa những người Việt Nam nhẹ dạ cả tin có nhu cầu về việc làm và thu nhập tốt. Quá trình thực hiện. Tùng và Vĩnh được chủ công ty ở Campuchia trả khoản tiền ban đầu 300 đô la Mỹ và trả thêm 500 đô la Mỹ nếu người bị lừa làm thêm 6 tháng và hưởng thêm 5% trên tổng thu nhập mà những nạn nhân làm được. Hiện công an Đắk Lắk đang điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Tùng và Nguyễn Văn Vĩnh theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định thu hồi đất thực hiện dự án khu du lịch cao cấp Hồ Na Vân Phong tại thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh do chậm tiến độ nhiều năm ubnd tỉnh khánh hòa yêu cầu công ty cổ phần mnc cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan hai khu đất này cho cơ quan có thẩm quyền đồng thời thực hiện bàn giao mặt bằng cho trung tâm phát triển quỹ đất huyện vạn ninh bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho văn phòng đăng ký đất đai khánh hòa theo quy định do dự án chậm tiến độ nhiều năm ban quản lý khu kinh tế vân phong đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo công ty cổ phần mnc để giải quyết các vấn đề liên quan việc thực hiện đầu tư dự án nhưng không được Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật. Theo Cục An toàn Thông tin, lợi dụng nhu cầu người dân đi du lịch ngày một tăng cao hay việc sinh viên chúng đại học có nhu cầu thuê nhà, các đối tượng xấu đã lập tài khoản giả danh mời chào dụ dỗ người dân thuê chỗ ở để chiếm đoạt tiền cọc. Cụ thể các đối tượng lừa đảo lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo hoặc giả mạo, đăng tải nhiều hình ảnh về nhà nghỉ, khách sạn homestay, giới thiệu mời chào du khách đến nghỉ với mức giá ưu đãi. Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Nhận được tiền cọc, đối tượng sẽ chặn tài khoản và cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Trước thực trạng trên, cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân thận trọng khi đặt phòng, nhà nghỉ, khách sạn thông qua các nền tảng xã hội người dân cần kiểm tra và xác minh kỹ thông tin về vị trí, cơ sở vật chất của nơi ở cũng như lai lịch của người cung cấp dịch vụ, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc đối với những khách sạn nhà nghỉ ít được biết đến. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay với các cơ quan chức năng để kịp thời ứng phó và ngăn chặn. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 12 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Cục Bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100 mm. Cục Bộ có nơi trên 200 mm. Mưa lớn tập trung vào đêm và sáng. Và sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to nhiệt độ từ 24 đến 33 độ phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to nhiệt độ từ 23 đến 31 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có nơi mưa to nhiệt độ từ 26 đến 37 độ các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.